Còn mấy hôm nay đều đang đi chữa cận thị cho mọi người. À, sau đấy là đã chữa cận thị, cũng có chia sẻ với chị Khánh Ly này là buổi thứ nhất chữa thì cũng không bảo con là nhìn xem là nó như nào. Thằng bé con là nó cận khoảng 3 độ và 2 độ rưỡi, khá nặng, và bác sĩ bảo là mắt nó sẽ, mắt nó là mắt có chút lồi, nên nếu mà không giữ độ cận của nó, mắt nó sẽ rất là lồi. Mà chính vì thế nên là mới tìm hiểu và đi học lớp diện trần. Thế cũng rất là bán tín bán nghi, thậm chí đến khi đến đây rồi nghe mọi người chia sẻ bảo có phải là chỉ có chuyện này, chắc là thậm chí còn nghĩ, mong thầy thông cảm, là nghĩ là chắc là thầy thuê mấy người gì đến đây để đóng giả. Thậm chí nghe những cái clip mà thầy chia sẻ cũng không tin lắm đâu, thực sự là không tin. Xong khi mà đến ngày hôm qua tận mắt mình chứng kiến là con nó cứ dần dần cái mắt đỏ nó dịch chuyển về, như tia máu đỏ nó dịch chuyển về đấy, bảo ô thật kỳ diệu. Xong trước đấy thì cũng đã chữa mấy lần để mắt cận cho con, thì chữa đến co cho con hai buổi, đến buổi thứ ba thì buổi sáng hôm đấy cậu dậy cậu bảo là mẹ ơi mắt con bây giờ tối về mẹ chữa tiếp cho con, nhưng về đi học thầy về rất là muộn 10 giờ mà nó nào nó bắt làm cho nó, mà mẹ đấy là mệt nhưng vẫn phải cố. Nó bảo là hôm đấy nó sáng nó dậy là mẹ là mắt con hôm nay con nhìn rõ lắm, mà ngày trước con bỏ kính ra để con ngồi con chữ nó cứ nhòe nhẹt vào nhau con không nhìn đến gì, nhưng mà hiện nay là con bỏ chữ ra, bỏ kính ra là con nhìn đến từng chữ một, tuy là nó còn mờ nhưng mẹ chữa tiếp cho con. Thế là mới quyết tâm xong hai chữa cho cả hai đứa con, và hôm nay là chữa cho hai người bạn. Sau khi mà làm xong thì đi ra rửa chân rửa tay thì vào thấy cô đang đứng, cô xem lại cái bảng chữ mà vừa nãy cô xem ấy, thì cô bảo cô bây giờ em nhìn thấy rồi, vừa nãy là thậm chí cái số cái tờ như là xem cái tờ lịch ấy thì chỉ nhìn thấy chữ là 03 mờ tháng 3 thôi chứ không nhìn rõ, và ngày tháng ở dưới là hầu như là không nhìn thấy gì, hoàn toàn không nhìn thấy gì luôn. Nhưng mà giờ lúc mà làm xong thì là bạn đã nhìn thấy những cái chữ bên dưới rồi, tuy là nó còn mờ. Và bạn bảo là nếu mà bỏ từng mắt, bịt từng mắt nhìn thì nó chưa rõ lắm, nhưng nhìn cả hai mắt thì em đã nhìn thấy rồi. Và nó đầu tiên chồng, hai vợ chồng đến, chồng thì dè biểu vợ, bảo vợ mang đến, thì chồng còn đi trêu vợ là giả vờ làm méo miệng ở đây lên chữa. Nhưng mà đến khi mà đến đấy làm cũng chồng cũng thấy chuyển biến, cũng thấy bắt đầu cũng tin hơn. Nói chung là phải có sự trải nghiệm thực tế của mình ấy. Thì bảo rồi mà chính vì chị trải nghiệm rồi chị mới đi học, chứ không thì chị cũng không bao giờ tin đâu. Khó tin.